Ok, game cha đã bán nhau nhá. Một chiếc game cha 29 màu trắng đẹp quá. Anh em đến xem là xúc luôn. Đấy, các bác chưa có xe thì alo cho em nhá. Bây giờ em đang về còn rất nhiều mẫu xe này. Đấy các bác ơi, ok nhá. Và cảm ơn các bác rất nhiều. Và bên em thì các bác nhìn này, xe thì còn rất nhiều đây. Tất cả những mẫu xe từ vài chục thôi. Vài chục kê. Đấy, từ vài chục cho đến tầm vài trăm là đều có hết. Và em vừa về một mẫu xe đó là chiếc Lasetti này. Vừa về nhá. Bác nào ưng chiếc này thì alo cho em vừa mới dọn dẹp nội thất xong. Đấy, vừa dọn dẹp nội thất xong nhá, cũng lại màu trắng ạ. Màu trắng nhá. Các bác màu trắng này sạch sẽ này. Đấy, đây là nội thất đẹp như thế này đây, các bác nhìn đây, ghế này. Ghế già quá ok đúng không ạ? Sạch sẽ gọn gàng như thế này. Bác nào chưa có xe thì alo cho em đi, chiếc này chỉ vài chục thôi. Đấy, chỉ vài chục thôi nhá, nó không đáng bao nhiêu tiền đâu, vài chục thôi. Đấy các bác để ý chưa? Và bên còn về những chiếc xe như là Kia Morning nó tầm lanh quanh cũng vài chục rồi. Đấy các bác ạ, đây là những mẫu xe mà chúng ta có thể là đi gia đình là ngon lành thôi, chỉ có vài chục triệu mà chúng ta đi được rồi. Đấy ok, và Matiz nữa, Matiz cũng có này, rồi Lasetti, Gencha. Ok các bác nhá. Bác nào chưa có xe thì alo cho em Xuân Hùng đi, nhà em đang bây giờ đang rất nhiều xe. Đấy, nhà em bây giờ đang rất nhiều xe nhưng các bác yên tâm. Rất nhiều xe rồi. Ok nhá, em xin phép được cảm ơn tất cả các anh chị em đã quan tâm theo dõi ạ.